về vụ việc một nam bệnh nhân ở Cà Mau bị tai nạn lao động được chẩn đoán gãy đốt sống ngực số 8, nhưng khi chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị lại bị khoan nhầm cẳng chân. Lãnh đạo bệnh viện này cho biết đã đình chỉ hai nhân viên y tế liên quan, đồng thời lập hội đồng chuyên môn để đánh giá về mức độ sai phạm. Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Đức Thịnh 30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau bị tai nạn lao động được chẩn đoán gãy đốt sống ngực số 8. Tuy nhiên, khi chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị lại bị khoan ở cẳng chân. Ngày 17 tháng 6, đại diện bệnh viện trợ rẫy xác nhận vụ việc và cho rằng sự cố trên không phải là nhầm lẫn phẫu thuật mà là thực hiện khoan xuyên đinh vào đầu trên xương chày. Phương pháp thường xuyên thực hiện tạo chỗ bám để kéo tạ trong trường hợp bệnh nhân gãy xương đùi. Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ khoa, ban giám đốc bệnh viện trợ rẫy đã chỉ đạo các lãnh đạo khoa liên quan, phòng chức năng khám bệnh, hội trần đánh giá tổn thương và xử lý ngay cho người bệnh. Các chuyên gia chỉnh hình cũng cho biết với lỗ khoan xương này, bệnh nhân vẫn vận động trên bình thường, và lỗ khoan này sẽ tự lành sau 6 tháng mà không cần can thiệp, không gây di chứng cho bệnh nhân. Lỗ khoan xương này cũng không liên quan gì đến vấn đề cột sống của bệnh nhân. Bệnh viện khẳng định chịu trách nhiệm các chi phí phát sinh do sự nhầm lẫn này. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân chưa đồng ý và đề nghị bệnh viện trợ rẫy phải thanh toán toàn bộ chi phí điều trị, kể cả điều trị chấn thương cột sống.